Ok, hôm nay cùng mình đi bắt cá nào các bạn ơi. Ở cái mương này có cá nha các bạn. Ở cái mương nước này có cá đây này. Ui, xịn luôn, Ok, có rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Ok, đây đây các bạn ơi. Đây là cá đây này, ui xịn ý. Ồ, đây là cái thùng đựng cá của mình nha các bạn. Đấy, ok. Và bây giờ chúng ta cùng cùng bắt và tìm hiểu những loài cá nha các bạn. Đây là cá đây các bạn ơi. Con cá này là con cá chép phụng đuôi dài này các bạn này. Ôi, xịn ý. Cái loài cá chép phụng đuôi dài thường nó sẽ có cái đuôi rất là dài các bạn ơi. Ấy, mình đã bắt được một con cá rồi nha. Xịn luôn. Ok, con dê luôn. Đấy. Ok, còn nhiều nha các bạn. Còn rất là nhiều những con cá đây này. Con cá koi này các bạn này. Cá koi đây, bự đây này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nha các bạn. Đấy, cá koi nó rất là nhiều màu sắc luôn nha. Đấy, đẹp đây này. Con cá này có cái màu vàng này các bạn này. Đấy, cá koi đẹp không? Rất là đẹp luôn đấy nhỉ. Còn nhiều cá các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá này. Đây, con cá chép koi nữa đây này. Các bạn ơi. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Tokyo, Nhật Bản nha các bạn. Đấy, xịn không nào? Mình bắt được ba con cá rồi nhỉ? Xịn xò luôn. Ok, con dê luôn. Còn nhiều cá nha các bạn. Đây là con cá này có cái màu vàng này các bạn này. Đây, cá vàng này này các bạn này. Ui, cá vàng đây. Đẹp không nào? Đấy, mình bắt được bốn con cá rồi nha các bạn. Bốn con cá hơi bị đẹp luôn nhỉ? Ok. Mình sẽ đi bắt cá tiếp nha. Ở bên trên cái mương này các bạn, ở có một cái vũng nước này, này. Cá nha, có một con vịt quạc quạc gần này. Đấy, ui xịn nha. Ui xịn luôn đi. Còn nhiều cá các bạn ơi, đây này, cá đây này. Ui, ai chả già. Các bạn ơi, ở cái hố nước này có một cái ổ cá luôn đây này. Con cá chép koi này có cái màu đỏ luôn đây này. Ui xịn đi. Ok, con dê luôn. Mình bắt được 5 con cá rồi nha. Các bạn ơi, đấy, còn nhiều nha. Ui, ai chả. Còn rất là nhiều luôn nha. Ui, xịn này. Con cá chép koi có cái màu đỏ đây này. Ai già già, con cá chép koi này có cái màu cam cam trắng trắng này. Ui, xịn luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Ok, đây còn nhiều cá các bạn ơi. Con cá này, con cá koi có cái màu vàng ở đây này. Ui, xịn luôn đi. Ok, con dê luôn. Đấy các bạn ơi. Mình bắt được một thùng đựng cá rồi đi này. Ui, xịn luôn đi. Ok. Ok á. Ai già già. Con cá này bự này. Ui dồi to. Đấy các bạn ơi, một thùng đựng cá đầy luôn rồi đây này. Còn nhiều cá các bạn ơi, báo cá liên tục nha. Ở trên cái hố này các bạn, cái hố nước này. Ô, công nhận là ở cái mương này rất là nhiều cá các bạn ơi. Đây có một cái hố nước nha. Có 1 2 3 cái chú cá đây này. Con cá này là con cá trời in chim này các bạn này. Ai xịn đi. Có cả cá chim luôn nha. Các bạn để con cá koi này đẹp đây này. Ui xịn. Rất là nhiều cá koi với cá chim với cá chép các bạn này. Đây còn cá chép nha. Con cá chép này có cái màu đỏ đây này. Rực rỡ không nào? Đẹp không nào? Đấy các bạn ơi. Đây này, con cá chim này các bạn này. Con cá trời im chim này. Đấy. Ai khỏe thế nhở? Các bạn ơi, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn. Con cá chim này lớn đây này, bự nha. Đấy, xịn không nào? Ok. Còn nhiều cá các bạn ơi. Ok, đấy mình bắt một thùng rồi nha. Mình sẽ đi dọc dọc men men theo cái mương để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok, lấy câu nào. Ui đây, cá đây này. Báo cá nha. Báo cá liên tục luôn. Đây. Cá đây các bạn ơi. Con cá này, con cá chép koi này. Con cá chép koi này đẹp quá. Có hai màu sắc nha. Màu đỏ với màu trắng luôn đây này. Ui xịn đi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Ok, con dê luôn. Ở đây còn con cá nữa đây này. Ui còn nhiều nha các bạn ơi. Ui xịn đi. Ok, đấy các bạn ơi, con cá gì đây? Con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá có cái màu vàng luôn nha. Con cá này thuộc loài cá hồng kết vàng các bạn ơi. Cái loài cá hồng kết vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha các bạn ơi. Ôi cá cảnh đẹp ấy. Xịn đi. Ok, đây còn con nữa đây. Có con cá nữa đây này. Ui dồi. Con cá này là con cá gì nhỏ? Con cá này là con cá chép phụng đuôi dài nha các bạn. Đây, chép phụng đuôi dài này. Đấy, có cái màu cam cam luôn nha. Đẹp đấy. Ok. Đấy, xinh không? Mình bắt được một thùng đựng cá rồi các bạn ơi. Ok, let's go nào. Mình sẽ đi dọc men men theo cái mương này để bắt cá tiếp nhá các bạn ơi. Ok, let's go nào. Tên là lân là la la. Ô báo cá nhá, báo cá nhá. Báo cá liên tục luôn đây này. Con cá chép koi này có cái màu cam cam đây này, đẹp đây này. Xịn đấy, cá chép koi các bạn ơi. Con cá chép koi này có cái màu cam cam nhá. Có cái thân hình rất là dài luôn đây này. Ơi, cá chép koi đấy các bạn. Ok. Ui, một thùng đựng cá đầy rồi này các bạn này. Xịn luôn. Ok, nào đi nào bạn ơi. À đây, con cá gì đây? Con cá này là con cá tàu ngầm này các bạn này. Ấy, cá tàu ngầm hay thường gọi là cá dọn bể đấy các bạn. Con cá này nó rất là hữu ích luôn nha. Nó có thể dọn những cái rêu xanh ở cái bể nuôi cá đấy các bạn ơi. Ok,
Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Đây cá đây này. Con cá này là con cá rau rô hơi phi đây này. Xịn luôn đi, xịn xò luôn đi. Ok con dê luôn. Ồ đấy đẹp không nào. Đấy cá rau rô phới phi đấy. Ok. Ơi con cá lớn này. Con cá này bự đây này. Ôi xịn đi. Con cá này là con cá gáy này các bạn này. Cá gáy thuộc họ nhà cá chép nha. Ai chà chà, nó có cái màu xanh quân đội luôn đây này. Bự không nào. Ui, to lớn nhờ. Ok. Ôi, mình bắt được một thùng lưng cá này rồi đấy các bạn này. Ok, bây giờ mình sẽ đem những con cá này mang về nhà nha. Rồi mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái khu chăn nuôi của mình nhá. Các bạn ơi, cái khu nuôi cá của mình hơi xịn xò luôn ấy. Đấy, ok. Rồi, đi nào bạn ơi. Mình sẽ đi men men theo cái mương để đi về nhà nhá các bạn ơi. Ok. Ok, let's go bạn ơi, đi nào. Ok nào. Ok, mình sẽ quay lại chỗ cá cho bạn xem sau nha. Ok, let's go nào. Bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá nha các bạn. Đây là một thùng những cá đầy luôn đây này. Rất là nhiều những loài cá nha các bạn. Và bây giờ mình cùng các bạn thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nha các bạn ơi. Đây là vịt con đây này. Vịt con, tí nữa mình sẽ thả cá vào cho vịt con bơi cùng cá vàng nha. Còn con thỏ này các bạn này. Đấy, đây là thỏ mình vừa mới cho thỏ ăn cỏ các bạn ơi. Đấy, cha cha. Ái giả giả, xịn luôn, xịn xó con bò lên. Đấy con thỏ đấy. Bánh bao. Con thỏ có cái màu vàng này thuộc loài thỏ lông ngắn nha. Các bạn ơi, con thỏ ngoài cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích bánh ăn cuốn cỏ nóng đấy. Các bạn ơi. Ok, đấy, xịn không? Xịn xó luôn đấy các bạn. Ok, ok con dê và bây giờ mình sẽ thả cá nha các bạn. Thả cá vào cái bể cá đây này. Cho vịt con bơi cùng cá nha các bạn. Để có 2, 4, 5 con vịt. 5 con vịt đang sẵn sàng chờ thả cá vào để cho nó bơi cùng đây này. Vịt con cá vàng bơi nha các bạn ơi. Ok, đây. Cá đâu nhỉ? Một thùng cá đầy cơ mà. Đây. Ok. Một thùng cá đầy các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá nha. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nha các bạn. Ở cá koi, cá chép, cá chim, rồi cá hồng kết vàng các bạn. Cá thần tiên, cá beta, rất là nhiều những loài cá nha các bạn. Đây con mèo đây này. Con mèo nó vừa đi bắt cá với mình các bạn. Lát nữa mình sẽ cho mèo ăn sau nha các bạn ơi. Đây. Vịt này. Ok, để các bạn ơi, một thùng đựng cá đầy và rất là nhiều những con cá đẹp luôn các bạn ơi. Đây con cá chép koi này có cái màu xanh quân đội này, đẹp không? Rực rỡ nhỉ. Ok, ấy, rất là nhiều những con cá đẹp các bạn ơi. Đây con cá chép koi có cái màu vàng này, đấy cá vàng đấy các bạn ơi. Cá vàng đây. Ui xịn nhỉ. Đây con cá này có cái màu đẹp thế. Ai chà, màu trong trong đẹp đi. Ui xịn thế nhỉ. Wow. Ok. Con này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Đấy, cá chép koi có cái màu đỏ đây này. Đây là con cá koi có cái màu vàng lớn đây này. Bự đây này. Ui, xịn luôn. Đấy. Ok, đây con cá koi này. Con cá koi này đẹp đây này. Cá chép koi đây các bạn. Rất là nhiều những con cá đẹp các bạn ơi. Con cá này, con cá vàng này các bạn này. Cá chép koi có cái màu vàng này. Rất là rực rỡ luôn các bạn ơi. Ok. Còn nha, báo cá liên tục luôn các bạn. Đấy, lần này mình bắt được rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Đây này, vịt con này còn 1. 5 con vịt con đang rất là chiêu chiêu đang bơi cùng cá nha các bạn. Đây này. Các bạn ơi, các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Các bạn ơi. Đấy. Mình đang thả cá đấy các bạn. Ok. Cá chép phụng đuôi dài nữa này các bạn này. Đấy, còn rất là nhiều những con cá đẹp nha. Đây con cá có cái màu đỏ này là con cá chép phụng đuôi dài nữa các bạn ơi. Cái loài cá chép phụng đuôi dài nó lai lai coi đi các bạn. Cho nên là nó cũng có vây rất là dài luôn nha. Rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đây con cá koi to bằng con mèo đây này. Ui giời, nó bự nha. Ai chà chà, to lớn không nào. Đấy bự không. Rồi. Ui con mèo kìa. Ôi con mèo này. Rồi công chuyện này. Ok lát nữa mình sẽ cho mèo ăn sau nha các bạn ơi. Đấy bây giờ mình thả cá trước nha. Đây còn rất nhiều đây này. Còn rất nhiều những con cá to lớn nha. Bự nha. Đấy cá koi đấy. Cá koi thực là cá cảnh các bạn ơi. Đây còn cá rubik koi có cái màu xanh quân đội này. Rất là lớn luôn đây này. Ui dồi bự thế. Cá cảnh siêu to khổng lồ luôn. Rồi cá gì đây. Con cá chép koi có nhiều màu thế đẹp đây này. Ui nó bự các bạn ơi. Ai thật ra con cá chim này. Ai con cá chim to lớn nha các bạn. Đây này. Ồ cá chim này to thật đấy. Rồi con cá chép koi nha các bạn này. Cá chép koi có cái màu đỏ đây này. Ui dồi ui. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Rồi công chuyện rồi các bạn. Con cá chim này đây. Ui dồi ui to không. Siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ok và bây giờ mình sẽ cho 2 con mèo ăn các bạn ơi. Mèo các bạn ơi. Ok. Ok, let's go. Ok luôn các bạn ơi. Mèo các bạn ơi, 2 con mèo nó đi bắt cá với mình, nó đói rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mèo ăn nha các bạn ơi. Rồi. Mèo được việc lắm nha. Mèo.
Ồ con bạn này miêu miêu miêu. À cho con nếu con mèo này xem là ăn ăn con. Ok ha. Con kia ra. Ồ xịn nha các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Mình đang cho con mèo này ăn cám đấy các bạn ơi. Ăn cám mèo nhá. Đấy, ôi xịn không? À, dễ thương nhá. Ok nha các bạn ơi. Hai con mèo nhá. No, ăn kìa. Ngon không? Ngon không? Ăn nhiều thì nó xinh. Ăn nhẹ đi. Ôi kìa, ăn kìa, ăn kìa. Ô, ăn đi. Ăn nhiều thì nó xinh. Ôi các bạn ơi. Các bạn đấy, cá đấy, vịt con đấy, vịt con bơi cùng cá vàng. Rồi mèo ăn cám các bạn. Ôi con mèo này, con mèo này có cái màu xám xi măng nha các bạn. Hai cái màu lông rất là đẹp. Mèo lông xù nha các bạn ơi. Hai con mèo lông xù để được việc lắm. Cho nên mình rất là chăm nó các bạn ơi. Đấy, ở đang cho ăn cám nha. Ôi, xịn luôn. Thôi ăn đi đi. Ăn đi. Ok. Ăn nhiều vào thì nó mới xinh. Thôi. Ô, các bạn thấy hai con mèo này có xinh không nào? Có rất là xinh luôn. Ui, có rất là nhiều những con cá chê và con heo luôn các bạn ơi. Đấy, và bây giờ chúng ta cùng bắt cá chê nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, một con cá chê rồi nha. Ui, con cá chê mà to bằng con heo đây các bạn này. Nó rất là lớn luôn nhá. Cá chê nó có cái màu trắng này các bạn này. Cá chê bạch cạn đây. Bạch cạn nha. Đấy, ui. Chà, bự thế nhỏ. Ok ạ, bơi rất là giỏi luôn. Các bạn ơi, cá chê thuộc bộ cá da trơn bắt rất là trơn luôn nhá. Đấy các bạn ơi, sau một khoảng thời gian vật lộn thì mình đã bắt được con cá chê này rồi nhá. Bắt hết vào cái thùng đựng cá các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cá về cho bạn nuôi cá của mình nha. Này các bạn ơi. Đấy. Nani. Wow. Có mấy con này các bạn ơi. Wow. Con bò luôn. Wow. Mỗi con các bạn ơi. Cá chê đấy. Ui dùi ui xịn to luôn. Ok. Rất là nhiều những con cá chê màu vàng nhỉ. Cá chê màu đen, cá chê màu trắng. Đây các bạn ơi. Cá chê thuộc bộ cá da trơn này bắt cá chê rất là khó các bạn ơi. Nó rất là trơn nhỉ. Đấy trơn tuyệt tuổi như con lươn luôn. Ok. Ôi bơi cả con nhá. Tinh nhỉ. Lê. Ui xịn giò con bó lắm. Ok và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Bơm nước vào thăm ngàn. Ui xịn không. Mấy bạn con cá chê các bạn ơi. Ok. Rùa các bạn ơi. Con rùa nhỉ. Hay con rùa này các bạn ơi. Con rùa này đẹp đấy này. Để mình coi xem là con rùa này thuộc loài gì nào. Con rùa này có cái mai màu vàng nhỉ. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. Con rùa tai đỏ đây này. Hello con rùa nhá. Xịn sò con bò nhá các bạn. Đấy con rùa nhá, con rùa xịn đây này. Ok và bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm rùa tiếp nhá các bạn. Con rùa đẹp này. Kìa. Ô kìa. Thấy rồi nhá. Xịn sò nhá các bạn ơi. Đấy rùa nữa đây này. Đấy thò cái đầu lên rồi kìa. Ai là con rùa này đẹp đây này. Để mình coi xem là thuộc loài gì nào các bạn. Con rùa này ui nó tròn như quả bóng luôn. Xịn nha. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ các bạn ơi. Rùa vẽ đông nhá. Rùa vẽ đông xịn các bạn ơi chứ không phải rùa vẽ tây nhá. Đây này, cái bụng màu vàng này có một chút viền cam đấy nhá. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình thu thập được rất là nhiều rùa các bạn ơi. Đây có một con của common siêu to khổng lồ. Đây là cái đường đi của con rùa này các bạn này. Nó rất là to luôn đấy nhá. Ui ui thấy đây. Ai chà, thấy rồi nhá. Đây này, to lớn đấy này. Rùa common nha các bạn. Ui nó bự nhá. Xịn không các bạn ơi, rùa common nhá. Rất là lớn các bạn. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Con rùa này quá lớn luôn đây này. To lớn này. Ui giời nó bự các bạn này. Đấy. Rùa common ấy thường gọi là rùa common cá sấu nhá các bạn. Nó rất là lớn nhá. Ok đây này. Cái đuôi của nó đây này. Ui giời nó bự không. To lớn ấy. Ai chà. Nó to lặng các bạn ơi. Ơ trời. Ấy da. Xịn đấy. Rất là lớn luôn các bạn ơi. Ui. Đấy, rùa common thuộc loài rùa common cá sấu nha các bạn, nó rất là to luôn ấy. Ui quạc luôn kìa. Xịn luôn. Ok. Đấy, con này là con ba ba nha các bạn. Con ba ba chứ không phải con rùa nha. Xịn xò con bò luôn. Đây con ba ba có cái màu vàng nha. Ba ba đột biến ấy. Ui kìa. Xịn xò. Đấy đùn giống cái lớp cát luôn kìa. Rồi đây này các bạn này. Đây là con ba ba xịn các bạn ơi. Ba ba đột biến nha. Có cái màu vàng luôn nha các bạn. Đẹp ấy. Dễ thương không? Ok, đây các bạn ơi, ba nhá, con ba nhá các bạn. Rồi. Ok, mình bắt được một con ếch cho các bạn. Con ếch có cái màu vàng nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại con ếch có cái màu vàng cho bạn xem này. Đây này, con ếch nhá. Con ếch cây hay ếch ương đấy các bạn. Ếch ộp đây các bạn. Đây này. Ui giời, xịn sò. Ok.
nhảy sao đấy. Đấy các bạn, con ếch cây nhá. Ok, đây, con này là con cóc nhá các bạn. Và con đến đây là con cóc này. Đấy, ok ạ. Con cóc này các bạn. Đấy, con cóc đây. Con này là con cóc nha các bạn. Đấy, có cái nốt ruồi, rất là nhiều những cái nốt ruồi các bạn này. Ok. Ok, đây các bạn, con cóc xịn nha. Đấy, ô xịn không các bạn, có cái bụng tròn xoe luôn. Con cóc đây các bạn. Ọp đấy các bạn. Đấy, xịn không? Rồi, tới công chuyện bây giờ các bạn. Ok, và bây giờ bọn mình đi tìm kiếm thú cưng đi nha các bạn ơi. Ok, các bạn ơi, ra cái vườn cỏ này nha. Đây, thỏ này các bạn này. Ok, thỏ nhá. Bây giờ bọn mình đi tìm kiếm và bắt thỏ nhá. Đây con thỏ này các bạn. Con thỏ thích ăn cái củ cà rốt đấy các bạn. Ok. Đấy, ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì con thỏ nó cũng rất là thích ăn cỏ nha các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng nữa nha. Đây này các bạn ơi, con này là con chuột nhá. Con chuột này thuộc loài chuột lang các bạn ơi, chuột lang đây này, có hai màu liền nhá. Xịn nhá, con chuột này có cái màu vàng hay màu trắng nữa đây này. Ui giời, xịn xó con bò nhỏ. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho chuột ăn nhá. Đây mình đem con chuột này mang về rồi nhá. Đấy, mình bắt được hai con chuột các bạn ơi, rất là nhiều màu sắc nhá. Đấy, chuột lang các bạn ơi, chuột lang thường nó sẽ có rất là nhiều màu như vậy đấy các bạn. Ok, đẹp không các bạn ơi? Xịn xò nhá, hai con liền các bạn ơi. Giờ ăn đến rồi các bạn ơi, mình đang cho chuột ăn nhá, rất là xịn luôn các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho Ok, bây giờ mình sẽ cho thỏ với lại mèo với lại chuột ăn nhá các bạn. Đấy, những con thỏ nhá, những con thỏ lông ngắn này, thỏ lông dài này, chuột lang này các bạn này. Đấy, mình vừa đi lấy rau về cho nó ăn đấy các bạn. Đấy bạn ơi, thỏ đấy, thỏ ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn những cái rau các bạn ơi, rau cỏ nhá. Rồi, chuột lang kìa, chuột lang kìa, mèo này các bạn ơi, con mèo lại, mèo lai này, mèo lai các bạn. Ôi, xịn thò đấy nhờ, ôi con mèo đẹp thế nhờ. Ok các bạn ơi, đấy, con chuột đang ăn rau các bạn ơi, chuột lang nó cũng rất là thích ăn rau các bạn ơi. Ok, rồi đây là gà các bạn ơi, đây là gà này các bạn. Đấy, gà đang bới run để ăn run đấy các bạn. Đấy, gà con nha, con gà này con gà con đấy các bạn, con gà non con. Ôi chip 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 đấy các bạn. Ôi xịn xò nhá, dễ thương không các bạn ơi. Đây gà đây các bạn, chuột nữa, mèo này, thỏ này. Ok, và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Hôm nay mình chơi lớn luôn nhá, có hai con rắn độc các bạn ơi, hai con rắn độc lạ luôn nhá, độc lạ Bình Dương luôn. Ồ các bạn ơi, hai con rắn này là hai con rắn hổ mang nhá. Rồi đấy công chuyện này, rắn độc nhá. Chơi lớn luôn, bắt rắn độc luôn các bạn ơi. Đấy rắn nhá, có cái màu đen xì luôn, màu đen như màu đen luôn. Ui anh ra ra. Hai con rắn này là con hai con rắn hổ mang chì nha các bạn. Đây này, nó có cái màu đen luôn nhá. Ui giời, đây này các bạn này. Chà. Thôi. Nó có cái màu đen xì luôn. To. Ghê gớm nha các bạn này. Cũng đánh đá lắm nhá, không đùa đâu các bạn. Chơi lớn luôn, bắt thật không đùa các bạn này. Đấy, rắn độc các bạn này. Đấy, có cái màu đen luôn nhá. Ok, hai con rồi nha, mình bắt được hai con rắn rồi các bạn. Đây. Ui xịn xò con bò thế nhờ. Ok, đấy các bạn ơi, không đùa nha, bắt thật nhá. Đấy, ui đây này các bạn này. Đấy, hai con điền các bạn nhá. Đấy, hai con rắn rồi. Ui, cá sấu các bạn ơi, đây cá sấu xịn nhá. Rồi trời, cá sấu siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ui, cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá. Nhìn nó như vậy, nành như vậy, nó rất đánh đá các bạn ơi. Cắn luôn đấy nhá. Rồi bắt đây. Ui, không được rồi. Ôi, để cá sấu các bạn ơi. Cá sấu các bạn. Ui, vậy là mình đã bắt được cái đuôi của nó rồi nhá các bạn. Đây cá sấu nhá, cá sấu xịn các bạn này. Ui dùi, đây có cái người nó có cái màu vàng nhá. Xịn nhỏ. Ok, đấy các bạn ơi, cá sấu nhá. Rồi, let's go bạn ơi, chúng ta bây giờ đi để bắt cua nhá các bạn. Để có rất là nhiều những con cua đầy màu sắc luôn các bạn. Đi những con cua nhá. Ui dùi, cua đỏ này, cua vàng này, cua trắng này, cua đen, các kiểu màu sắc luôn các bạn. Đây con cua này có cái màu vàng này các bạn. Ách chà chà, con cua đây các bạn, để nó mà tự vệ thì nó cũng kẹp rất là đau đây các bạn ơi. Cua nhá. Ách chà chà. Đông bò kìa. Ui xịn, một con thôi nhá, một con cua rồi bánh nhá các bạn. Ok. Bánh cuốn nóng nào, còn rất nhiều đây các bạn. Con cua này có cái màu vàng ai bánh bao. Ok, bánh cuốn nóng đây. Ba con nhiều nhá các bạn, để con cua này có cái màu vàng đây này. Chà. Hai con cua rồi các bạn ơi, còn nhá, đây còn con nữa đây này. Rồi. Ồ xịn cho con bò thế nhờ.
Đây các bạn, con cua này có cái màu vàng ở đây này. Đây này, đây này, đây này, đẹp đây này. Đấy, úi giời, ui. Ba con cua rồi nhá, bốn con, năm con, úi con đây đây này. Còn rất là nhiều những con cua màu đỏ nữa kìa. Đây, con cua màu đỏ này các bạn này, ba con nữa đây này. Xịn nha, xịn nha. Đấy các bạn này, ba con nữa đây này. Đấy, ui giời, ui. Ba con cua màu đỏ nữa nhá các bạn. Những con cua đầy màu sắc liền các bạn ơi. Ba con rồi nha. 2 4 4 con rồi. 5 con, 6 con. Ui nhiều nhá. Đấy các bạn ơi, cua đỏ đấy các bạn. Cua đỏ. Đấy, ui Australia các bạn ơi. Đấy cua đỏ Australia nhá. Đấy, 5 con, 6 con. Và đây này các bạn này. Đấy cua xịn nhá. Bò kìa, bò kìa, bò kìa. Đấy, ok. Xịn thò con bò đấy nhỉ. Rồi, con nhá, con nhá. Con đầy luôn các bạn. Đấy, 2 4 5 6 con rồi. Còn con nữa đây này. Đấy, sâu trong hang các bạn. Ok, xịn không các bạn? Đấy, vậy là mình đã bắt được rất là nhiều những con cua đầy màu sắc. Ơ đây con đây này. Ây chà chà, con cua này có cái màu đen này. Ơ kìa. Ái da, xịn nhờ. Đấy, xinh không, xinh không? Ở một cái giỏ cua đầy luôn các bạn ơi. Đấy, vẫn còn con nữa này. Ơ kìa. Xịn nhá, đây vẫn còn con nữa này các bạn này. Đấy, ồ, nhiều nhờ. Ok, đây này, cua xịn nhá các bạn. Đấy, 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 đấy. Ton chip 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 đấy. Xin nhờ. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Đấy, con cua xịn các bạn ơi, mình bắt được rất là nhiều những con cua rồi các bạn. Đấy. Ờ, một cái giỏ đầy luôn các bạn này. Một cái giỏ cua đầy luôn nhá. À, 4 5 con, 6 con, 7 con.